Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe Đông Ben X30 được dán đề can, và nó chính xác hơn là sơn đề can rất đẹp. Đây là một bộ nhận diện thương hiệu mà bên mình đã từng làm và làm tới tay khách hàng. Có thể nói đây là một trong những cái siêu phẩm về dán đề can và nhận diện thương hiệu. Các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay trước mắt của chúng ta ở đây là có một cái chiếc xe Đông Ben X30 V2. Xin lỗi các bạn, V5. Đây là cái phiên bản xe 5 chỗ được thiết kế đề can, dán đề can. Chính xác hơn là sơn đề can. Mình và các bạn sẽ cùng xem cái sản phẩm này. Đây cũng là một trong những cái video đầu tiên mà mình làm về một cái chiếc xe Đông Ben V5 phiên bản 5 chỗ, xe tải van, trọng tải là 490kg, còn dán đề can. Các bạn có thể xem trên các cái list video của mình thì mình cũng chưa từng làm một con 5 chỗ này lần nào và được dán đề can như thế này. Thì đây, các bạn sẽ phân biệt được cái phiên bản 5 chỗ sẽ có kích thước V như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái hàng ghế phụ thứ hai, hàng ghế 3 ghế. Đó. Thì về chiếc xe Đông Ben X30, chúng ta vẫn có tất cả các cái đặc điểm giống như các cái chiếc xe Đông Ben V2. Chúng ta vẫn có cái ngoại thất đèn Fabi Salon đây, logo, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Ở phần trên này vẫn không được đặt máy. Máy sẽ được đặt ở dưới ghế của người lái. Mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Chúng ta có đèn gầm này. Chúng ta có các khe lấy gió của bộ lóng điều hòa này. Ở trên này là chỗ để nước rửa kính phụt ra này. Đó, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Ở phần hông thì cái sản phẩm này là bên mình, cái bay của cái sản phẩm này nó chính là cái màu trắng. Và mình sẽ sơn thêm, sơn cái màu đen này lên này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là mình sơn thêm màu đen. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là vẫn có các cái vết sơn nó chưa được chuẩn chỉ lắm. Tại vì cái này là sơn theo yêu cầu. Chứ không phải là sơn của nhà máy. Nên nó sẽ không tránh khỏi được cái việc này. Ở đây cái logo 1.5 lít là cái động cơ của sản phẩm này mình đã tháo ra. Đây là một cái đèn ria này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của họ, là một cái biểu tượng phục vụ 24/7. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm của một cái đơn vị, tên của họ là Ban Mai Xanh. Họ bán các cái thực phẩm sạch như rau củ quả. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái website của họ và cái số điện thoại của họ này. Nếu các bạn muốn mua các cái sản phẩm sạch, rau củ quả sạch, các bạn có thể truy cập vào trong web này. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo của họ. Cái logo này được sơn nha các bạn không thể bóc được. Chỉ có cái phần này là phần này mình dán đề can thôi này. Cái phần này thì khi mà tại sao bên mình lại dán đề can cái phần này, để khi mà chúng ta có quẹt móc méo ở đây thì chúng ta chỉ cần bóc cái dán đề can ra và chúng ta dán lại là xong. Còn nếu mà chúng ta sơn vào đây thì khi móc thì cái công chúng ta sẽ làm lại, nó mất rất là nhiều các công sức. Cái sản phẩm này thì vẫn sử dụng cái động cơ 1.5 lít có công suất 80kW ở 5.200 vòng quay. Chúng ta sẽ có một chiếc xe có một cái công suất lớn nhất trong phân khúc. Chỉ với 5.200 vòng mà chúng ta đã đạt được cái công suất 80kW rồi. Chúng ta sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào khoảng 65 lít trong 100km. Ở đây chúng ta sẽ có các cái lốp 175R13, lốp 13 inch. Lốp này là lốp không xăm. Thì cái chi phí để thay cái lốp này cũng rất là rẻ, vì lốp này là lốp sản xuất ở Việt Nam. Đó. Ở phần sau thì sao? Chúng ta sẽ có những cái gì? Phần sau chúng ta sẽ lại có thêm một cái logo được dán đề can. Ở đằng sau này thì mình dán đề can, mình không sơn được cái kính, dán đề can thôi. Ở đây là có cái logo Đông Ben là in ba lê lổi này, vẫn giống như các cái sản phẩm khác thôi. Ở đây vẫn mình sẽ sơn lên đây này, cái phần đen này mình sơn màu sơn hết nhá các bạn. Trên này cái xe này bay là bay màu trắng, sơn là sơn màu đen. Phần sau mở lên cho các bạn thấy, với cái chiếc xe Đông Ben X30 phiên bản 5 chỗ trọng tải 490kg, chúng ta chỉ có một cái khoang hàng với cái kích thước không lớn như cái chiếc xe V2. Ở đây vẫn là một cái lớp sàn bằng hợp kim rất là chắc chắn rồi. Đằng sau này vẫn được ngăn cách giống như cái sản phẩm Đông Ben X30 V2. Cái gồ lốp này thì dưới này là còn một cái phần gồ lốp được làm bằng tôn rất là chắc chắn, bằng sexy của nhà sản xuất rất là chắc chắn. Ở trên này sẽ được ốp thêm một cái lớp nhựa như này. Đây là các bạn nhìn thấy mình sơn này. Trọng tải cho phép ở cái khoang hàng này là các bạn có thể chở được là 490kg. Ok, chúng ta sẽ cùng khám phá khoang nội thất. Nội thất đi bên này, mở camera sang bên này. Tại vì chúng tôi đang tránh ngược sáng, thưa các bạn. Mình đang tránh ngược sáng, tại vì cái sản phẩm này hôm
nay rời Hà Nội hơi ngược sáng một chút, mình không thể quay được phía này. Chúng ta sẽ vẫn có một cái nội thất giống như những cái chiếc xe giống như những chiếc xe Dominic 30 V2 khác. Chúng ta vẫn có trợ lực máy điện, điều hòa hai chiều, kính điện, FM radio, Mantida, phương tiện đầy đủ. Chúng ta có khóa điện này. Ở đây cái bảng đồng hồ các bạn có thể nhìn thấy đầy đủ các thông tin như vòng tua máy này, rồi là hành trình, ô đô, tất cả mọi thứ rất đầy đủ. Chúng ta có hệ thống 5 số tiến, 1 số lùi, mọi thứ rất quen thuộc. La phông trần, la phông trần này thì được kéo dài từ trên xuống dưới giống như chiếc xe V2. Điều đáng tiếc là cái sản phẩm này vẫn chưa được sử dụng ghế da. Hy vọng trong các cái đợt nâng cấp tới, cái sản phẩm này sẽ được sử dụng ghế da. Về nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, nếu các bạn muốn thiết kế được một chiếc xe đẹp như thế này, chuẩn như thế này, mà các bạn có thể liên hệ cho mình 0987 7322. Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.